Chuyên trang đời sống và pháp luật đưa tin mới đây, các cuộc tấn công như vũ bão của quân đội Nga đã buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở khu vực Kursk. Ván bài sụp đổ Trang tin quân sự AVA cho biết quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk. Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể khi tấn công vào các vị trí của Kiev. Cuộc phản công của Nga bắt đầu được tăng cường từ ngày 10 tháng 10 và tác động mạnh đến hai quận là Suzankiv và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Đòn giáng mạnh mẽ nhất của Moscow được tiến hành tại khu định cư Liubimovka, nơi lực lượng Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine. Theo Tiba, phía Kiev bắt đầu điều thêm lực lượng tới Suzanskoye nhằm ổn định mặt trận và cố giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất. Giao tranh cũng tiếp diễn tại quận Kodenevsky, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt tại khu vực Zelenysilia. Theo thông tin từ kênh Tomazos, quân đội Nga đã chọc thùng sơn cháy của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư. Các nhà phân tích OSINT Ukraine xác nhận những bước tiến đáng kể của quân đội Nga. Theo dữ liệu của họ, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7 km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novoi và Nipka và Zelenyput. Hãng thông tấn TASS đưa tin, theo báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga được công bố cuối ngày 12 tháng 10, lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Liubimovka, Bimovka, Tonsiluk và Novoivanovka ở Kursk trong vòng 24 giờ qua. Moscow đang tiếp tục các hoạt động nhằm hạ gục và đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk. Máy bay Nga đã tấn công lực lượng Kiev gần 18 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy của Ukraine. Cũng theo báo cáo, các cuộc tấn công của quân đội Nga buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk. Phía Nga tuyên bố đối phương đã mất hơn 400 quân cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12 tháng 10. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Caucasus, Ukraina đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 đa, đa phản pháo, 3 đa, đa phòng không, 22 thiết bị công binh cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Cùng ngày, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kyiv vẫn cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ. Báo Der Spiegel của Đức dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, chính quyền Kyiv đã lần đầu tiên thảo luận nghiêm túc về khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để giải quyết xung đột vũ trang. Động thái bị thúc đẩy bởi sự cắt giảm không thể tránh khỏi của viện trợ phương Tây. Văn phòng Tổng thống Ukraine tin rằng điều đó sẽ xảy ra trong mọi trường hợp, bất kể cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có diễn ra hay không. Theo tính toán của Kiev, người Mỹ sẽ dần dần nhưng chắc chắn giảm sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Nguồn tin thừa nhận dự báo này tồi tệ nhưng mọi người thực sự không muốn chiến đấu nữa. Quan chức Ukraine cũng đề cập đến tâm lý mệt mỏi của nước này sau hơn 2 năm chiến tranh khi tinh thần chiến đấu của quân đội giảm sút và sự chia rẽ ngày càng tăng trong xã hội Ukraine đồng thời thừa nhận giới lãnh đạo ở Kiev từng đưa ra những ý tưởng hoàn toàn không thực tế về chiến thắng. Vị quan chức cho biết việc chấm dứt xung đột sẽ không thể diễn ra nếu không có nhượng bộ, đồng thời tin rằng thỏa thuận cũng phải có lợi cho Nga. Theo Der Spiegel, sự lạc quan của người dân Ukraine đã nhanh chóng sụt giảm sau khi lực lượng vũ trang Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Bây giờ Ukraine đã rơi vào tình trạng chiến tranh tiêu hao. Theo báo Đời Sống và Pháp luật đưa tin, Ukraine được cho là đang tìm cách đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng trong nguồn lực tiếp viện của Nga giữa lúc phương Tây chưa cởi trói các loại vũ khí tầm xa. Từ cuối mùa hè năm 2024, Ukraine đã tăng cường nhắm vào các kho đạn dược, vốn rất quan trọng đối với Nga để duy trì hoạt động các hệ thống pháo binh và súng bên trong nước Nga và trên lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát. Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Haviliuk cho biết lực lượng Nga hiện đang bắn đạn pháo với số lượng nhiều gấp 3 lần Ukraine, tính đến tháng 10 năm 2024, nhưng lại giảm 8 lần so với mùa đông năm 2023. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng lợi thế pháo binh của Nga so với Ukraine xung quanh Pokrov, một thị trấn ở miền đông Ukraine, đã giảm từ tỷ lệ 12:1 xuống còn 2,51 sau khi Ukraine bất ngờ tấn công tỉnh Kursk vào tháng 8. Theo các chuyên gia quân sự, điều này một phần có thể do các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các kho đạn dược của Nga trong thời gian gần đây. Ông John Hadi, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân Chủ lưu ý, các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện có khả năng đã phá hủy một lượng lớn đạn dược và làm hỏng các hệ thống hậu cần được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Nga ở tiền tuyến. Những địa điểm bị bắn nhắm mục tiêu là kho dự trữ bom lượn, tên lửa đạn đạo và đạn pháo. Tuy nhiên, ông Hadi lưu ý, không thể xác định chắc chắn số lượng đạn dược đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công đó do đó rất khó ước tính Nga còn lại bao nhiêu. Ukraine hiện vẫn tiếp tục kêu gọi đồng minh dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Kiev vẫn được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu của Nga gần biên giới. Chính trị gia và thành viên Quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko nói với Newsweek, điều quan trọng đối với Ukraine là tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Chúng tôi đang chờ các đối tác cho phép chúng tôi tấn công các cơ sở quân sự của Nga bằng vũ khí mà họ sẽ cung cấp cho chúng tôi. Andriy Zyut, cựu giám đốc điều hành Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine và hiện là giám đốc công nghệ tại công ty Prevail có trụ sở tại London cho biết việc cho phép các cuộc tấn công này sẽ là bước ngoặt thực sự. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ đánh giá rằng khi Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao Hima do Mỹ cung cấp, để nhắm vào các kho đạn của Nga đã buộc Moscow phải phân tán các địa điểm lưu trữ vũ khí. Động thái này cũng làm sói mòn nguồn lực hậu cần của Nga. ISVK cho biết, vào cuối tháng 9, các nhà chức trách Nga có thể lo ngại rằng việc di chuyển các kho đạn dược và các cơ sở lưu trữ quan trọng khác ra xa tiền tuyến và nằm ngoài phạm vi của các hệ thống cho phương Tây cung cấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Nga tại Ukraine như thế nào. Theo báo VOV đưa tin, chiến sự tại Cốt đang dần hạ nhiệt, trong khi quân đội Nga vẫn dồn nguồn lực quân sự vào mặt trận phía đông Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga hiện đã bước sang tháng thứ ba, với hàng chục khu định cư vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Moscow. Chiến dịch này cũng đánh dấu lần đầu tiên một quân đội nước ngoài vượt qua biên giới Nga kể từ Thế chiến II và là một minh chứng cho thấy quân đội Ukraine không phải lúc nào cũng ở thế yếu. Khoảng 9 tuần sau đó, bước tiến của Ukraine đã bị đình trệ, song hai bên vẫn trong thế sẵn co quyết liệt tại Kursk. Các nhà phân tích tin rằng Kiev đang tận dụng chiến dịch quân sự này để nâng cao tinh thần binh sĩ và giành thêm ưu thế đàm phán trong bối cảnh một hội nghị hòa bình với Nga có thể được tổ chức trong tương lai. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin không mấy đề cao nỗ lực này của Kiev, đồng thời tập trung nguồn lực quân sự cho các mặt trận lớn nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh IFVK, một nhóm nghiên cứu tại Washington, DC, Ukraine đã duy trì quyền kiểm soát tại Kursk với diện tích khoảng 786 km vuông. Dmytro, một chỉ huy của một tiểu đoàn Ukraine đang đóng tại Kursk, chia sẻ với CNN hồi đầu tuần trước, những bước tiến của Nga chủ yếu diễn ra ở hai bên sườn nơi chúng tôi phòng thủ. Họ vẫn cố gắng tiến lên nhưng chúng tôi cũng đang nỗ lực phản công và đẩy lùi họ tuyến phòng thủ chính của Ukraine là quanh thị trấn xa của Nga và quân đội nước này đang cố gắng thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai bao quanh làng Veseloe. Hiện Ukraine không tiết lộ đã điều bao nhiêu quân đến khu vực này. Nga đã triển khai một số lượng quân khá lớn, ước tính khoảng 40.000 đến 50.000 quân để phòng thủ và phản công ở Kurs, bao gồm lính nghĩa vụ và quân sự bị ngay khi bắt đầu cuộc tấn công. Trong khi giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn, chính quyền Nga cho biết hơn 100.000 thường dân đã phải di rời, trong khi nhiều người khác thấy mình đang phải sống sau chiến tuyến của Ukraine. Chuyên gia Galeoti thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Russi nhận định, chiến sự tại Coss đang mất dần sức nóng, Nga hoàn toàn có thể đánh bật quân đội Kiev ra khỏi khu vực này chỉ với một lệnh điều quân từ điện Kremlin. Tuy nhiên, có vẻ như Tổng thống Putin đang chỉ hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông John Lao, một chuyên viên thuộc chương trình Nga và Âu Á của Tham House cho biết, Mặc dù ban đầu chiến dịch tấn công Coss được xem là cú sốc lớn đối với Nga, nhưng sau đó Điện Kremlin đã bình thường hóa sự kiện này. Đồng quan điểm với ông Lao, một blogger quân sự người Nga mới đây cho rằng hầu hết người dân Nga đã quen với cuộc giao tranh gần cốt. Những người không liên quan gì đến khu vực Coss thì khá thở ơ với những gì đang diễn ra. Theo lời chỉ huy Dmitry, giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt trong bối cảnh các lực lượng Nga đang triển khai nhiều máy bay không người lái, pháo nòng dài và máy bay ném bom. Ông Dmitry nói. Họ không ngần ngại thả bom vào hàng cây nếu họ cho rằng chúng tôi có quân ở đó. Chỉ huy này cũng thông tin rằng Nga hiện đã gửi một nhóm quân và lữ đoàn chiến đấu chuyên nghiệp tiếp cận vị trí của quân đội Ukraine ở Kurs, đồng thời cho biết các đợt phản công của Nga đã bị máy bay không người lái và đạn pháo của Ukraine chặn đứng. Hiện tại, mục tiêu buộc Nga chuyển quân từ tiền tuyến phía đông tới vùng Kurs của Ukraine cho đến nay vẫn chưa thành công. Trong khi đó, trọng tâm chính của cuộc chiến vẫn là ở tiền tuyến tại khu vực Donbass, phía đông Ukraine, nơi quân đội nước này đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrov. Thay vì tập trung nguồn lực vào việc đẩy lùi quân đội Kiev về bên kia biên giới, Nga đã mở rộng các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận ở Ukraine, bao gồm các khu vực trọng điểm là Kharkov, Donetsk và Zaporizhia. Hồi đầu tháng này, Ukraine đã để mất Vuleda, một thành phố nằm cách Torres 80 km về phía tây nam, cũng như ở vùng Donetsk. Ông Lao nói, có vẻ như Điện Kremlin ưu tiên rất cao việc tiến xa nhất có thể ở Đôn Bát, bất kể tổn thất là bao nhiêu. Nga đang chạy đua với thời gian trước khi mùa đông tới và khiến mặt đất trở nên lầy lội. Hãng thông tấn Tát đưa tin, Phó Tư lệnh Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Atiyah Laudinov ngày 11 tháng 10 nói rằng Ukraine đang bên bờ vực của những biến động nội bộ đáng kể do cạn kiệt nguồn lực để tiếp tục các hoạt động quân sự. Ông Alaudinov cho biết Ukraine không còn đủ nam giới để phục vụ chiến trường, đồng thời tin tưởng rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Dù Nga không dành quá nhiều sự chú ý cho mặt trận cấp, quân đội Ukraine vẫn cố gắng bám trụ đến cùng ở khu vực này. Ông Lao nhận định, mục tiêu của Kiev là chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy rằng Nga dễ bị tổn thương và khả năng chiến đấu của họ có giới hạn. Làn ranh đỏ của Nga cũng có thể chỉ là lời nói suông. Chiến sự tại Kurt cũng giúp nâng cao tinh thần binh sĩ Ukraine. Hồi tháng 9, một số binh lính Ukraine chia sẻ với CNN rằng, mặc dù có thương vong và tình hình vẫn khó khăn, việc cho Nga nếm mùi thuốc của chính họ là một lý do xứng đáng để Kiev tiếp tục chiến đấu. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, hôm 12 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk, buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng. Theo nguồn tin của Aviapro, cuộc phản công lớn nhất của Nga tại Kursk được tăng cường từ ngày 10 tháng 10 và tác động mạnh đến hai quận là Suzansky và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Trong đó, đòn giáng chính của Moscow được tiến hành tại khu định cư Lyubimovka. Lực lượng Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine. Trên Telegram, nhiều phóng viên hiện trường cũng nêu rõ quân đội Nga đã chọc thủng sơn trái của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư tại Kursk. Theo dữ liệu dự án Dipset, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7 km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novo-Vanivka và Zelenyput. Liên quan đến các thông tin này, hôm 12 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Liubimovka Tonsiluk và Novoi ở Kursk trong vòng 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời xác nhận các cuộc tấn công của quân đội nước này buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk và Ukraine đã mất hơn 400 quân cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12 tháng 10. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev hiện vẫn cố gắng phản công để giữ các tuyến phòng thủ. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công binh cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Trong một diễn biến khác, không chỉ Kursk, mặt trận tại Pokrovsk cũng đang nóng rực. Lực lượng Nga hiện đang áp sát thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt, được coi là huyết mạch hậu cần đối với Ukraine. Theo giới quan sát, các cuộc tấn công dồn dập từ phía Nga sẽ khiến Pokrovsk thất thủ và điều đó gây ra cả rủi ro về quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine. Foreign policy dẫn phân tích của ông Stanislav Zinchenko là giám đốc điều hành GMK Center, một công ty tư vấn công nghiệp có trụ sở tại Ukraine. Thành phố là nguồn cung cấp hầu hết than cho ngành công nghiệp sắt thép của đất nước. Ngành này là xương sống của nền kinh tế Ukraine và vẫn là ngành lớn thứ hai, mặc dù sản lượng đã giảm xuống còn chưa đến một phần ba so với mức trước chiến sự. Nếu không có các nhà máy thép, nền kinh tế Ukraine sẽ gặp khó khăn. Đây là một phần rất rất quan trọng của nền kinh tế. Cùng ngày, ông Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố khoảng 7 km. Theo ông, Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở khu vực. Trong khi đó, ông Jenki Kesselman, phó chỉ huy Trung tâm Tình báo Quân sự Estonia, nhận định nếu cường độ tấn công này tiếp tục, có khả năng đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi Pokrovsk và lùi về tuyến phòng thủ ở phía sau. Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasipya và Konskianetska ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để xâm nhập toàn bộ vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát Chasipya thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Bên cạnh đó, giới hạn quyền tiếp cận của quân đội Ukraine trong mạng lưới đường bộ xung quanh Pokrovsk sẽ khiến Kiev khó giữ được vùng lãnh thổ này, từ đó cho phép Nga củng cố bàn đạp và tiến lên phía trước. Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Kurs chỉ một ngày sau khi một quan chức Mỹ khẳng định Kiev có thể giữ vững khu vực này trong nhiều tháng. Đây là cuộc giao tranh ác liệt nhất trên lãnh thổ Nga kể từ khi Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 8. Cả Nga và Ukraine đều xác nhận sự đột phá này. Blogger quân sự Dipset của Ukraine cảnh báo các lực lượng Nga có thể bao vây binh lính Ukraine, nhưng sau đó cho biết tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn đang được kiểm soát. Dipset thông tin đối phương đã xuyên thủng sơn trái của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk. Ukraine có nguy cơ lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Phía Nga, kênh Telegram quân sự Riba khẳng định lực lượng của họ đã đạt được những kết quả rõ rệt tại nhiều khu vực. Một đoạn video đăng tải trên kênh Telegram có tựa đề thông báo từ lữ đoàn cận vệ 155 của hạm đội Thái Bình Dương cho thấy hình ảnh lính Ukraine bị thương nặng và bị trói trong một tầng hầm. Video còn cho thấy các thi thể của binh lính Ukraine giải rác trong một khu rừng thưa. Dù chưa thể xác thực video này, các blogger quân sự Nga tuyên bố lính thủy đánh bộ của lữ đoàn cận vệ năm đã tham gia giao tranh tại quận Goloskovsky của Kursk, nơi phần lớn lực lượng Ukraine được cho là đã bị đánh bại. Theo thì bà, lực lượng Ukraine hiện chỉ còn lại tại một khe núi và một khu rừng nhỏ hình tam giác phía nam đường sắt. Quận Goloskovsky nằm ở phía tây thị trấn Suza là khu vực hiện do Ukraine kiểm soát. Tiến triển của Moscow tại Kursk là một cú đánh mạnh đối với Kiev. Trước đó, Ukraine coi cuộc tấn công Kursk là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể của họ. Đây là lần đầu tiên Ukraine tiến hành tấn công vào Nga kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến thắng của ông. Kế hoạch này mà ông đã trình bày với Thủ tướng Anh Keir Starmer và tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào ngày 10 tháng 10. Ông Zelensky tin rằng chiến dịch Curs sẽ buộc Nga phải điều chuyển binh lính từ mặt trận Donbass, nơi vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Theo tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky, Nga đã điều khoảng 50.000 binh sĩ từ Donbass đến khu vực Kursk. Tuy nhiên, một số chuyên gia không hoàn toàn đồng ý với nhận định này, John Forman cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow và Kiev cho rằng cuộc tấn công Kursk không tạo ra thay đổi chiến lược lớn đối với Washington hay châu Âu. Nhiều nhà bình luận còn nhận định chiến dịch này đã thất bại vì Nga vẫn tăng cường tấn công dọc theo mặt trận Donbass. Ukraine hy vọng chiến dịch tại Kursk sẽ thu hút sự ủng hộ từ các đồng minh, bao gồm việc tăng cường cung cấp vũ khí và cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tên lửa vào Nga, điều mà ông Zelensky cho rằng cần thiết để bảo vệ cất. Một số quan chức Mỹ cũng hoài nghi về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, cho rằng đó chỉ là danh sách mong muốn về vũ khí. Ông Keir Sammer cũng từ chối yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng tên lửa Som đầu do Anh cung cấp để tấn công vào Nga trong cuộc gặp hôm 10 tháng 10. Trên mặt trận Donbass, Nga đã đạt được nhiều tiến triển khi chiếm được thị trấn Vuleda tuần trước và tiến công vào thị trấn chiến lược Torres trong tuần này. Dù vậy, thành công bất ngờ của Nga tại Kursk vẫn là cú sốc lớn đối với cả Ukraine và Mỹ.